Ôi sao trong cái phần trời. What's up everyone, welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục series Ninja Bone. Now, let's go. Và hiện tại thì mình đang ở level 55 trong series Ninja Bone 4 này, phiên bản mod mới của mình. Đây. Vẫn là mấy cái pha tung hứng quen thuộc thì mình chơi khá nhiều lần rồi. Nó hay như kiểu là phản xạ tự nhiên, không cần điều kiện. Nào, và chúng ta tiếp tục đến level 56. Trên đây có gì mới nào? Ok, chúng ta tiếp tục chơi trò tung hứng tung đưa này. Nào, mình sẽ thật nhanh, thật là cẩn thận. Rồi, mấy cái màn này thì vẫn khá là dễ, chưa gặp khó khăn gì. Và rồi thì chúng ta sang đến level 57. Mình đang đánh cờ cái vị trí và không còn quá là lo ngại cho mấy cái màn này nữa. Nào, ta ok. Nào, và mình kết thúc cái level này. Chúng ta tiếp tục đến level 58. Nào, mấy con boss này cứ hai lần bạn chạm nhầm vào con boss phát là bị xe giật chết luôn. Cho nên là nên khi chơi các bạn nên chú ý thật là cẩn thận, tránh chạm vào con boss này thì mới phải chơi lại những cái màn phần không cần thiết. Nào, rồi thì mình sẽ kết thúc cái level này. Chúng ta đến với level 59. Đây là một cái màn chơi khá là khó khăn. Tuy nhiên thì mình đã chơi khá là nhiều rồi, cho nên là đối với mình thì nó không còn khó khăn như trước nữa. Nào, rồi thì mình sẽ ăn cái cơ này để mà giữ vị trí. Rồi thì mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem lên đây và ăn cái set. Rồi, một cái video quay như là hướng dẫn các bạn qua được cái màn này. Rồi, và rồi thì mình đã quay lại cái vòng lặp này. Và chúng ta sẽ cùng kết thúc cái level này đang chiến đấu với boss. Đây sẽ là cái con boss quen thuộc, khá là ngu si. Không hiểu sao trong cái phần chơi này của mình lần này hôm nay thì mình thấy nó hơi lát lác một chút. Mình không hiểu lý do tại sao nữa. Ở class này thì không hiểu là lập trình code sai thế nào đó, thì nó không còn nhảy ra để tấn công mình như trước nữa, còn di chuyển nhiều vòng như trước nữa. Con này hạ chết mình một lần rồi. Ok, còn 3 lần nữa. Một phát cuối cùng. Ok, và cuối cùng thì mình đã kết thúc cái level này và hạ được con Zombie Island Boss. Thanks for watching my video.
What's up everyone, welcome back. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại channel của mình. Và hôm nay mình tiếp tục series Ninja Bone. Nào, let's go. Hiện tại thì mình đang ở level 61 cùng với cả mấy con Jokbot. Đã được chế mod lại mới cho nhìn cho nó khác hơn một chút. Và toàn bộ background thì được thay sang màu xanh, các cái màu nâu đen thường thấy. Nhìn trong cái bạn này thì trông có vẻ hơi hầm hố một chút, trông nó kinh kinh hơn một chút. Nhưng kịch bản tất cả mọi thứ thì vẫn là xây dựng dựa trên cái game Dead Bone gốc. Và hiện tại thì mình khá là bận cho nên là không có nhiều thời gian để mà có thể làm nhiều video cho các bạn. Sắp tới khi mình sắp xếp thời gian thì mình sẽ cố gắng làm thật nhiều. Thì có hai con bot và nó đã nổ mất rồi. Thì vẫn giống như cái màn chơi khá là quen thuộc này. Mấy cái màn này thì mình chơi khá là nhiều lần rồi, cho nên là không có gì quá là mới mẻ và ngạc nhiên đây cả. Nào, và mình sẽ kết thúc cái level này. Chúng ta tiếp tục đến với level 63. Xem ở đây có gì mới nào. Đen thôi. Firefire hơi lỗi của mình. Đáng nhẽ là nhìn thấy con bot này thì nhảy đến một bậc thôi và trốn ngay. Nó nổ bắt đầu vô mồm. Thì mình lại cố tình đứng lại một chút để xem nó làm gì và tính đạn của nó. Ok. Và giờ thì mình sẽ lừa con bot dưới một chút. Thì nó nhìn thấy mình, nó phát nổ. Vẫn chưa phát nổ. Hơi lỗi. Nào, và đã nổ rồi. Nhưng mà mình lỗi một chút. Vài pha xử lý hơi bị ngáo của mình. Nào, và giờ sẽ đi vào trong ăn chút pháo vàng để mở cánh cổng cho mình kết thúc cái level này. Ở mấy level đầu này thì mình vẫn chưa cảm thấy có gì khó khăn cả. Chúng ta đến với level 64. Bên đây có gì nào? Ok. Cánh cửa này ăn chung hoa xanh để mà mở nút cánh cửa ở phía bên kia. Mình cứ nhảy sang và tìm con bot, lừa nó một chút. Con này chỉ cần nhìn thấy người phát là nó nổ luôn. Nhìn thấy, trông thấy phát là nó tự phát nổ. Rồi. Ở phần này thì có lẽ là mình sẽ nhẹ lên để mà ăn chìa khóa trước. Được, mong một chút. Đen quá.